thì mình thấy là không biết những tiến bộ đó nó sẽ đưa dân tộc Việt, người Việt mình đi tới cái bước đường lịch sử như thế nào. Tuy nhiên, dù như thế nào đi nữa, thì những điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những người Việt của chúng ta ở đây. Là một người, đa số các em ở đây là người Công giáo. Là một người Công giáo thì có niềm vui, nhưng cũng không phải lúc nào cũng là cái đời sống cũng là dễ dàng. Cũng phải có những cái suy nghĩ, những đắn đo, những cái lựa chọn cuộc sống. Và là một người Mỹ, tất nhiên có những điều thuận lợi ở đây, nhưng chắc chắn cũng có những trách nhiệm. Và là một người Việt, chúng ta có những niềm tự hào, cũng có những nỗi đau khổ. Cho nên là một người Công giáo không phải là dễ. Là một người Công giáo sống ở nước Mỹ có những trách nhiệm riêng của nó, nhưng là một người Công giáo sống ở nước Mỹ nhưng lại là Công Việt thì cái trách nhiệm đó lại càng nặng nề hơn, nó phức tạp hơn. Một sự việc xảy ra ở đây cũng ảnh hưởng tới mình, một chuyện, một biến động nào đó xảy ra ở Việt Nam cũng có ảnh hưởng tới cái suy nghĩ, tới cái đời sống của mình ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, cái điều quan trọng là chúng ta giữ được cái căn tính của chúng ta, con cái của Thiên Chúa, là những người lớn lên ở cái xã hội này, có trách nhiệm với xã hội này, nhưng chúng ta cũng có mang cái dòng máu Việt Nam. Và để giữ được cái căn tính đó thì cái điều quan trọng đầu tiên là cái ngôn ngữ. Cho nên cái việc làm của cái trường điện tử tuy nó không phải là một cái điều gì rất nổi bật hoàn toàn ở trong cái giáo xứ hay là trong cái xã hội này, nhưng cái ý nghĩa của nó, cái tầm quan trọng của nó rất là sâu xa. Chính tôi có một đứa con gái đã từng học ở trường điện tử của cộng đoàn ở đây hơn 10 năm trước, và kết quả là cháu đã nói, đọc, viết được tiếng Việt rất là thành thạo. Tôi cũng cảm ơn trường điện tử, cảm ơn các thầy cô từ lúc đó, và đã truyền cho tôi cái công việc đó vận chuyển tiếp nối dài cho tới cái việc làm của quý thầy cô ngày hôm nay. Và việc làm thì có thể so với những cái chuyện mà làm việc bên ngoài thì nó không có nặng nề, khó khăn, nhưng quý thầy cô ở đây đã làm với tinh thần tự nguyện, làm với tình thương yêu, và điều đó là thực đáng rất là trân quý. Thì hôm trước thì cô hiệu phó ở đây có nói đó là một bài hát cách đây cũng lúc đó tôi mang cái tâm tình là cảm tạ những người đã bỏ công khó đi dạy cho các em, những mầm non của cái thế hệ của tương lai. Nên tôi không phải là một nhạc sĩ, lại càng không phải là một ca sĩ, cho nên đón nhận những cái bài hát này thật ra nó chỉ là một lời tâm tình, lời cảm ơn. Xin người anh em trời chim, người người có lòng, một lời lời ca cho người thân tình quê, người còn yêu thương màu phấn trắng đời hồn nhiên, còn yêu vàng xanh màu mộng mơ của tuổi thơ, một đời tương lai. Xin còn trong thiên còn hoài, còn tình đắm nồng, còn dài niềm yêu trong ngọn lời mẹ ru, dù từ hôm nào trời Việt Nam còn yêu, còn mùa xưa từng điều ru lời đồng sao từ tuổi thơ ngây, bao ngày tháng trôi theo dòng chữ Việt reo lên từng tiếng yêu thương, chia nhau nhành một núi sâu để ôm trong tim, chia nhau từng tiếng cười từng lời ca nào, chiều nhau bước trở về đôi môi.
xin gửi anh em, gửi chị, gửi người mong một đời người cao cho người nằm tình quê, người còn yêu thương từng tiếng nói, người miền Nam còn mơ dòng từ say đời thông kia từ lặng lòng về duyên vô cương. Xin còn trong tim còn hoài còn tình thắm nồng, còn dày tình yêu trong ngọn đời mẹ ru, mặt thời gian trôi ngầm vẫn sống một niềm xoan. Tôi muốn đời từ xa ngập niềm vui, đời bình yên, đời trang tiên yêu. Tôi muốn đời từ xa ngập niềm vui, đời bình yên, đời trang tiên yêu. Lớp của thầy Vinh, xin mời thầy Vinh lên giới thiệu bố em và xin mời anh phó chủ tịch nội vụ của cộng đoàn Liên Hoàng để lên để trao phần thưởng cho các em. Xin chào cha, thầy Sáu và xin chào tất cả quý phụ huynh. Thông thoáng thì năm học trôi qua rất là nhanh, mấy ngày nào thì mình đã khai giảng, bây giờ mình bế giảng rồi. Thì cũng trong năm học qua thì cũng chứng kiến được cái sự nỗ lực của các em, mặc dù là cái tiếng là tiếng mẹ đẻ nhưng mà không phải là ngôn ngữ sử dụng chính của các em. Thì các em trong năm qua mình thấy các em nỗ lực rất là nhiều, và với những cái sự giúp đỡ của phụ huynh ở nhà thì những em nào mà được cái sự giúp đỡ quan tâm của phụ huynh thì các em tiến bộ rất là nhanh, các em đi học đồng đủ. Bây giờ danh sách của các em về thứ nhất của lớp 4 thì em Nguyễn Tiên Tuyết Hằng. Thứ nhì là em Nguyễn Thảo Tiên. Thứ ba là em Nguyễn Ngọc Trinh. Và bây giờ là đến phần thưởng của lớp 6.